chương 4023, thanh minh thời tiết nhàn hạ. Dùng hoa nguyệt bốc lên trận chiến tranh này. Hảo Thiên nhìn về phía Trương Nhược Trần trong tay chỉ có lớn chừng hột đào hoang nguyệt, làm trầm tư hình, trong ánh mắt tràn ngập cơ trí quang hoa. Liên quan tới hoa nguyệt bí văn, ở đây mấy người, đều biết một chút. Bởi vậy, bọn hắn minh bạch Trương Nhược Trần ý đồ. Vẫn thần đảo chủ dâu tóc bạc trắng, nói, Nhược Trần dự định đem hoang nguyệt sao cho phương nào. Trương Nhược Trần nói, nếu thần giới dám ở ly hận thiên vô sắc giới thành lập vĩnh hằng thiên quốc lực lượng như vậy chi túc nghĩ đến trước mắt là thực lực mạnh nhất một phương liền đem hoa nguyệt đưa tặng cho bọn hắn yên lặng chờ minh tổ phe phái cùng hồng mông hắc long phản ứng minh tổ phe phái không có khả năng trơ mắt nhìn vĩnh hằng thiên quốc làm lớn hồng mông hắc long càng không khả năng để cho người khác luyện hóa hoa nguyệt mà minh tổ phe phái cùng hồng mông hắc long lại tuyệt đối không có khả năng hợp tác duy có ba bên đấu bọn hắn mới có thể vượt qua ngọc hoàng giới mở ra tràng nguy cơ này nói không chừng còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch vẫn thần đảo chủ nói chỉ cần đem thần giới cùng minh tổ phe phái cường giả đỉnh cao đều kiềm chế lại để bọn hắn lẫn nhau cản trở liền coi như là đạt đến mục đích hạo thiên nói đế trần cho là ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này trương nhược trần xuyên thấu qua tường rào nhìn về phía ngoài viện ánh mắt rơi xuống cái diệt thân thể khôi ngô bên trên nói chi thượng chủ có thể mang theo hoang nguyệt, mưu phản kiếm giới, đầu nhập vào vĩnh hằng thiên quốc. Không có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển, cái diệt dựa vào rừng trúc, chính suy nghĩ như thế nào thuyết phục trương nhược trần toàn lực trợ hắn trùng kích bán tổ cảnh giới, nào nghĩ tới, một kiện như vậy hung hiểm sự tình, rơi xuống trên người mình. Ta cho là không ổn, cái diệt vội vàng tiếp tục nói, chiều này dương mưu, làm sao có thể giấu giếm được vĩnh hằng chân tề. Đế trần đây là để cho ta đi chịu chết, trương nhược trần mình cười hỏi chẳng lẽ trí thượng trụ liền thật không có nghĩ qua mưu phản kiếm giới người giống như ngươi đối với kiếm giới như trung thành tuyệt đối không rời không bỏ mới lộ ra không bình thường cái diệt nào dám nhận lấy đến vội vàng nói đế trần nhìn lầm cái diệt cùng trí thượng trụ chỉ đùa một chút nhưng thiên hạ chi ít có hơn chín thành người đều là cho rằng như thế a à. cho nên trí thượng trụ là nhân tuyển tốt nhất trương nhược trần nói lần này cái diệt không nói thêm gì nữa, nói, được, ngươi nói ta đi, ta nhất định phải đi. Nhưng đế trần ngươi cũng phá cảnh thiên tôn cấp, đáp ứng chuyện của ta. Chỉ cần vượt qua ngọc hoàng giới chàng nguy cơ này, vô luận trí thượng trụ đến lúc đó muốn hay không rời đi kiếm giới, ta đều sẽ hoàn thành hứa hẹn. Trương Nhược Trần nói, cái diệt nói, tốt, ngươi Trương Nhược Trần nói lời, ta tin, cái diệt đương nhiên mừng rỡ tiến về vĩnh hằng thiên quốc. Trước mắt mà nói, vĩnh hằng thiên quốc tuyệt đối so với kiếm giới an toàn. Thứ yếu, với hắn mà nói, không có bất kỳ sự tình gì so trùng kích bán tổ cảnh giới quan trọng hơn, nói không chừng vĩnh hằng thiên quốc liền có thể tìm tới phá cảnh cơ duyên. Dù sao là trương nhược trần để hắn đầu nhập vào đi qua, hắn không tính phản bội. Trong loạn thế, làm điệp cố nhiên nguy hiểm, nhưng cũng có thể thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, chỉ dùng một chiêu này, hiển nhiên không đủ. Tiếp đó, Trương Nhược Trần cùng Hảo Thiên, vẫn thần đào chủ, vẫn tiên quân thương nghị mặt khác mấy loại phụ trợ sách lược khả thi. Là như, đem chân áp tại bầu trời trong thế giới hai cái hắc thủ phóng thích. Lại như, xâm nhập thần giới, tìm tòi hư thực. Như vĩnh hằng thiên quốc không cách nào dẫn bạo chiến cuộc, liền dùng thần giới đến dẫn bạo. Đã định tổng quát quy tắc chi tiết, Hảo Thiên mới cùng hiên viên liên cùng một chỗ, quay trở về thiên đình. Tóm lại, Ngọc Hoàng giới mở ra trong lúc mấu chốt này, thiên đình cùng kiếm giới đạt thành cấp bậc cao nhất tiến thối đồng minh từ đầu đến cuối trương nhược trần cũng không hỏi thất thập nhị phẩm liên sự tình bởi vì hắn rất rõ ràng coi như hỏi cũng không chiếm được bất luận đáp án gì tựa như hảo thiên sẽ không hướng trương nhược trần hỏi thăm bất động minh vương đại tôn cùng linh yến từ sự tình bởi vì hắn cũng biết không có kết quả trương nhược trần rất muốn sách bắc trạch trường thành muốn đem chiến trường dẫn tới nơi đó nhưng cuối cùng không có làm như thế không muốn bởi vì tình cảm cá nhân mà làm ra sai lầm quyết sách muốn kiềm chế vĩnh hằng thiên quốc cùng minh tổ phe phái tất cả cường giả chỉ dựa vào kiếm giới cùng thiên đình phát lực vẫn như cũ không đủ còn phải liên hợp địa ngục giới vấn thiên quân nói trương nhược trần nói ta sẽ đích thân đi bái phòng thiên mỗ cùng diêm la tộc trưởng đã định việc này nhưng cũng không vội khoảng cách ngọc hoàng giới mở ra còn có một đoạn thời gian vấn thiên quân cùng thái sư phụ đều đi qua ngọc hoàng giới có thể thấy được hơn 11 cái nguyên hội trước thủy tổ chiến trường. Hai người đều là lắc đầu, Vấn Thiên Quân nói, Ngọc Hoàng giới cực kỳ to lớn, khó gặp biên giới. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là bên trong rắc rối phức tạp thời gian cùng không gian, chính là bất diệt vô lượng đi vào đều sẽ phi thường đau đầu. Thái thượng cũng không có đi khắp Ngọc Hoàng giới mỗi một A. Vẫn thần đảo chủ nói, trước kia không được, nhưng ta muốn Ngọc Hoàng giới coi như lại khó lường, cũng chỉ là một tòa giới, Hẳn không có lực lượng ngăn cản bán tổ bước chân. Ở trước mặt Vẫn Thần Đảo chủ, Trương Nhược Trần lần đầu đưa ra khác biệt kiến giải, nói: "Nhưng là thái sư phụ, nếu như 11 cái nguyên hội lúc trước trận kinh thiên động địa thủy tổ đại chiến là tại Ngọc Hoàng giới bộc phát, lại không thể hủy đi Ngọc Hoàng giới, có phải hay không nói rõ Ngọc Hoàng giới kỳ thật so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng không tầm thường." Vẫn Thần Đảo chủ hơi kinh ngạc, tiếp theo lộ ra kích tán dáng tươi cười, nói: "Nhược Trần bây giờ suy nghĩ vấn đề so thái sư phụ đều càng chu đáo chặt chẽ, người bây giờ đã hoàn toàn có thể đón lấy trên người chúng ta gánh. Như vậy, ta cùng vấn thiên quân ngược lại là có thể khinh trang xuất trận, không cần lại có bất kỳ lo lắng nào. Trương Nhược Trần ngưng thần nói, thái sư phụ, người cùng vấn thiên quân đây là muốn đi làm cái gì? Chỉ dựa vào hoang nguyệt dẫn minh tổ phe phái xuất thủ quá bị động, chúng ta nhất định phải chủ động làm những gì? Vấn thiên quân tiếp tục nói, minh tổ phe phái rất có thể ẩn thân hư tẫn hải, hoặc là bắc trạch trường thành ta cùng thái thượng dự định phân biệt tiến về hai địa phương này dò xét như một mực địch ở trong tối ta ở ngoài sáng như vậy tất cả mọi thứ đều không tại chúng ta trong khống chế quá bị động trương nhược trần đương nhiên minh bạch đạo lý này cũng biết trong đó nguy hiểm suy nghĩ một lát hỏi bao lâu xuất phát mấy ngày nữa đi các loại hết thảy đều an bài thỏa đáng vấn thiên quân nói thanh minh thời tiết nhàn hạ mưa nhao nhao người đi đường muốn ngừng hồn trên là sáng sớm mưa bụi tinh mịn, Trương Nhược Trần đi vào Lâm Phi cùng vân võ quận vương trước mộ dâng hương. Trước mộ, bày đầy các loại tế phẩm, treo đầy giấy trắng cắt thành tiền xuyên, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được cùng nước bùn hỗn hợp lại cùng nhau tiền giấy. Đã hơn 100, không năm qua đi, hai tòa phần mộ mỗi năm sửa chữa lại, trong mộ bạch cốt sớm không biết bao nhiêu năm trước liền biến thành bột mịn, lại tan giá tại bùn đất. Cái gì đều đã không có, làm thần linh, Trương Nhược Trần tế bái căn bản không phải trong mộ xương khô, mà là đã từng phần tình cảm kia, là đối với người mất truy điệu cùng hoài niệm. Trì Giao, Vô Nguyệt, Mộc Linh Hy, Lang Phi Vũ, Ngư Thần Tĩnh, Bạch Khanh Nhi, Ngao Linh Lung, Diêm Chiết Tiên, Trì Khổng Nhạc, Trương Vũ Yên, Trương Hồng Trần, Trương Truyền Tông, Trương Cốc Thần, Trương Tinh Thần, Trương Nghê Thải. Vân vân, trường mấy trăm vị trương gia hạch tâm hậu bối, xuất hiện tại mộ địa trước, một tiến lên tế bái bái xong lâm phi cùng vân võ quận vương trương nhược trần lại đi đến tứ ca trương thiếu sơ cùng cửu tỷ trương vũ hy trước mộ cách đó không xa thậm chí còn có lâm linh san các loại người lâm gia mộ hoàn toàn là vì mẫu thân lâm phi trương nhược trần mới làm như vậy không phải vậy người lâm gia mộ vào không được nơi này năm nay lại thêm một tòa mộ mới là thập nhị hoàng thúc minh giang vương minh giang vương luyện hóa một viên thần nguyên trở thành ngụy thần sống một cái nguyên hội dù là giấu ở tổ địa tránh né nguyên hội kiếp, cũng cuối cùng là tại năm nay mất đi. Mất đi, lại đâu chỉ là Minh Giang Vương. Chỉ có cực ít bộ phận tu sĩ, có thể đột phá một cái nguyên hội đại nạn. Những năm này, Trương Nhược Trần đưa tiến rất nhiều cố nhân, có là chết già, có là chết ở dưới nguyên hội kiếp. Đây cũng là Trương Nhược Trần năm nay nhất định phải đến tế bái nguyên nhân. Có lẽ là cảm xúc cảm nhiễm có lẽ là nghĩ đến đã từng đủ loại, Mộc Linh Hy nhịn không được gạt lệ, Trương tinh thần sớm đã không phải lúc trước cái kia gây sự tiểu quỷ, nhưng dù là 60. Không năm qua đi, vẫn như cỗ chừng 20 bộ dáng, trên người có một cỗ linh động khí chất, căn bản nhìn không ra tuế nguyệt vết tích. Hắn nói, mẫu thân, người dạng này tu vi người, cũng sẽ khóc. Mộc linh hy nghĩ tới, là đã không còn tồn tại mộc gia. Rời đến phượng hoàng hồ mộc gia, sớm đã tại nhiều năm trước một trận trong kiếp nạn hôi phi yên diệt, tất cả tộc nhân đều không phục tồn tại coi như còn có một số biên giới tộc nhân, hơn 100. Không 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 năm qua đi, cũng đều không tìm được. Đương nhiên, không chỉ là mộc gia, còn có năm đó Trần Tỷ Hoàng Yên Trần. Bản nhược là Mộc linh hy đối với Hoàng Yên Trần toàn bộ ký thác, nhưng hai người cuối cùng vẫn là không giống với. Tại Mộc linh hy trong lòng, cái kia Trần Tỷ, sớm đã chết tại hơn 10 vạn năm trước, cùng thiên tùy quận quốc một dạng bị tuế nguyệt mai táng. Trương Nhược Trần vì Minh Giang Vương dâng song hương về sau, chú ý tới mộc linh hy cảm xúc đi tới đem vận mệnh thiên bản lấy ra giao cho trương tinh thần thế nào cảm giác được càng ngày càng cô đơn rồi trương nhược trần đem mộc linh hy ôm vào trong ngực mộc linh hy dùng sức gật đầu không có cách nào đã qua hơn một cái nguyên hội dù là cho bọn hắn thần nguyên trợ giúp bọn hắn trở thành ngụy thần cũng thọ hết chết già chúng ta cuối cùng sẽ đưa tiễn tất cả mọi người bao quát chính chúng ta trương nhược trần nghĩ nghĩ cảm thấy nói như vậy có chút không ổn nói, người nếu không đi vận mệnh thần điện ở một thời gian ngắn, Phượng Thiên làm điện chủ, người tên đệ tử này làm sao cũng nên trở về một chuyến, cũng cùng bàn nhược nhiều tụ họp một chút. Nàng cũng rất cô đơn, Mộc Linh Nghi chợt nghĩ tới điều gì, nói, Trần Ca, người nói Phượng Thiên biết rõ chính mình sống không được bao lâu, vì sao còn muốn lên ngôi làm điện chủ. Có ý nghĩa gì đâu, Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp nói, người nói cái gì. Mộc Linh Hy rất không minh bạch nhìn về phía hắn, nói, Phượng Thiên không có nói cho người biết sao. Kỳ thật tu luyện tử vong chi đạo tu sĩ, bản thân thọ nguyên liền có hạn. Tăng thêm Phượng Thiên hiếu chiến, thường xuyên thiêu đốt thọ nguyên cùng người quyết đấu, thọ nguyên tự nhiên lại phải đánh một chút chiết khấu. Năm đó, nàng bị thiên sơ lão thiên chủ tự bảo thần nguyên gây thương tích, mặc dù niết bàn tân sinh, nhưng nàng đã nói với ta, nàng chỉ có một cái nguyên hội thời gian. Như một cái nguyên hội bên trong, không cách nào phá cảnh bán tổ, vạn sự đều đừng chỉ có đạt tới bán tổ cảnh giới, mới có thể kéo dài tính mạng. Nàng biết cơ hội phi thường xa vời, hoàn toàn chính là việc không thể nào, nhưng, chỉ có thể cùng trời tranh mệnh. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm đã một cái nguyên hội. Coi như nàng có thể tìm tới một chút thần dược kéo dài tính mạng, cũng không có khả năng sống lâu quá lâu. Trương Nhược Trần lông mày vặn chặt, hồi tưởng phượng tiên tại nổ thiên thần cung bộ kia chấp nhất lại không thể thuyết phục bộ dáng, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân trong đó trọng yếu như vậy sự tình, ngươi vì sao chưa từng có cùng ta nói qua. Trương Nhược Trần ngữ khí không tự chủ nặng mấy phần, Mục Linh Hy nói, ngươi không phải một mực tại giúp Phượng Tiên luyện đan, trợ nàng tu hành, ta cho là ngươi biết. Trương Nhược Trần cấp tốc ổn định cảm xúc, ấy náy nói, vừa rồi ta ngữ khí nặng, chuyện không liên quan tới ngươi. Ta, nàng vì cái gì không cùng ta giảng đâu, nói không chắc thiền băng có thể giúp nàng, bắc trạch trường thành dạng này kiếm giới cùng thiên đình kế hoạch liền hoàn toàn loạn.